Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 năm 2021 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng đại hội như sau: Tất cả các cơ quan đơn vị, hội nhân dân và các tàu thuyền thực hiện treo cờ Tổ quốc từ ngày 24 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 3 tháng 2 năm 2021. Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức đảng thực hiện treo cờ đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn số 71 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.